Con nợ. Rửa bát đi. Ồ. Quay toàn cảnh. Cho cái này vào mặt thì ra ăn đi. Ăn nhé, ăn lâu rồi. Đậu rán. Cho quên đồ tí luôn. Mấy thằng Bách à? Mấy thằng Minh Dũng lên trên nhà rồi. Nếu là nào dưới. Quay à? Bài rồi. Thêm người nữa. Mấy thằng Bách xem đấy kìa. Gì nữa. Coi lên xem nó đi ra rồi. Ôi giời. Các bố chơi tép đi. Mẹ tiền ba đạo luôn. Vâng, thái nhựa lên để thái nhà này. Bố phỗng vào xuống đi ta biết đéo xuống xuống. Xuống ta biết đấy. Xuống đi nè ta. Cảnh cảnh nhầm. Xì dài phỗng nhỉ. Phỗng thì nhát lắm. Đổ bây giờ đâm đầu ông đây chết nha, không ai chịu đâu. Kìa, ấn chạy nhanh nhỉ. Nhát từ bé. Cái đây là gì? Bỏ kích cái đam, kia nữa, đam. Cái kích đam kia nữa. À. Rồi. Đừng hút máu hai rồi. Máu hai rồi, căng đấy. Chắc xương, bỏ cái quýt đi. Từ ạ. Thằng ban nó ấy là lấy cái gói súp mì tôm ăn lợ ở xứ cho rau kinh đây gói súp mì tôm tôm đây đi tự nhiên nó cho thằng Bách ấy mắt mì ship đi cố lên anh xuống đây cổ vũ nha không phải cổ vũ cái đấy đâu. Nhìn ngứa mắt rồi đấy. Quay xem có hai câu này. Rửa bát thôi nha. Về để học hỏi á. Ừ. Dễ vợ chứ. Cho bàn tay này. Dễ vợ tôi thỏa con non. Cốc mà rửa hả? Thích đình. Quay tay thôi. Để chậu cho tí nữa. Rồi cứ để đấy. Để đấy đi đâu. Hạ cánh an toàn. Bê lên đây để bát đi. Đi. Đi đâu. Bê bát lên đây để cúi xuống. Điền. Cúi xuống đi này còn Bách. Bách đi nhà đi. Cứ quay ấy. Thế. Cút đi. Còn dọn nó không nào. Bê cái chậu này vào kia. Bông này bảo bông kia đi. Dũng ơi! Dũng ơi! Dũng ơi! Xuống!